Chào các em, hôm nay rất vui gặp lại các em trong chương trình Vật học Vật lý online. Hôm nay tiếp tục thầy sẽ dạy các em bài tiếp theo, đó là bài số 15. Chúng ta học về bài toán chuyển động ném ngang. Thì bài này đầu tiên các em sẽ coi một cái hiện tượng thử coi. Sau đó ta sẽ coi cái hiện tượng ném ngang nó sẽ có những cái tính chất như thế nào. Đầu tiên tôi có một chiếc máy bay, giả sử thả một cái quả bom. Thì ta sẽ thấy là cái quả bom sẽ bay theo một cái quỹ đạo như đường cong màu vàng. Thì đã vẽ cho mấy em coi. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là một vật mà chúng ta khi ta ném ngang thì cái quỹ đạo của nó sẽ có cái nhánh giống như là mấy em học bên toán học rồi. Nhánh này người ta gọi là parabol. Thử coi, ta sẽ coi coi về cái giác quan đầu tiên ta nhìn thấy thì ta sẽ tưởng tượng như thế. Thì thử coi trong cái tính chất vật lý nó sẽ như thế nào, nó có ra đúng cái hình dạng là parabol hay không. Thì đầu tiên thầy sẽ tóm tắt một số công thức. Thì trong cái phần chuyển động của nó thì ta sẽ thấy rằng rõ ràng là nó sẽ ra thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất đó là theo trục Ox và thành phần thứ hai là theo trục Oy. Cho nên vì lý do đó tôi sẽ chuyển cái phần chuyển động của cái vật ném ngang này ra thành hai thành phần. Tôi sẽ phân tích ra thành hai cái thành phần này. Thành phần thứ nhất là chuyển theo động theo trục Ox, thành phần thứ hai là chuyển động theo trục Oy. Được chưa? Thì ta sẽ có thứ nhất là chuyển động theo trục Ox thì ta sẽ có nó là gì đấy? Đây là cái thành phần mà vật chuyển động thẳng đều, cho nên gia tốc theo cái thành phần x này nó bằng 0 và vận tốc ban đầu của nó sẽ bằng là v0. Còn theo cái phương trình chuyển động của nó là x sẽ bằng là v0 nhân t. Cái phần chương trình phương trình chuyển động mà mấy em đã học cái bài số 2 rồi. Tiếp tục tôi phân tích theo cái trục Oy thì tôi sẽ có tiếp theo đó là AI sẽ bằng G. Như vậy tôi trong cái phần mà chuyển động theo trục Oy tôi coi như là cái sự rơi tự do. Cho nên tôi có là AI bằng G và VI sẽ bằng G nhân T. Rồi Y sẽ bằng là 1/2 GT bình. Đây là cái phần mà rơi tự do mình đã học ở bài trước rồi. Thôi chưa? Rồi cuối cùng tôi sẽ từ cái phương trình chuyển động của theo trục X và cái phương trình chuyển động theo cái trục Y cho tôi kết hợp lại với nhau. Cho nên tôi đã sẽ ra cái phương trình gọi là phương trình quỹ đạo Y theo X. Thì phương trình này tôi gọi là phương trình quỹ đạo. Mình sẽ thấy trong trường hợp này mình thấy là Y bằng là cái hằng số G chia 2 V bình, tôi gọi là cái hằng số, và nó phụ thuộc theo X bình. Như vậy là rõ ràng theo như toán học mấy em học, hàm mà Y bằng AX bình, đây là hàm mà có cái phương trình của nó hay là có cái đồ thị của nó là theo gì? Theo một parabol. Tuy nhiên trong vật lý học thì mình chỉ lấy một phần thôi, cho nên là người ta gọi là quỹ đạo của vật trong trường hợp này nó là một nửa parabol. Được chưa? Cho nên ở đây là mấy em phải phân biệt cho kỹ cho thầy hai cái phương trình. Phương trình của câu 1 và câu 2 nó là phương trình chuyển động, còn phương trình thứ 3 đó là dạng quỹ đạo, tức là cho ta biết cái quỹ đạo của nó hình dạng như thế nào. Tiếp tục thì ở đây là sau khi có dạng quỹ đạo rồi thì tôi có thể tính được cái thời gian chuyển động của vật, tức là khi mà vật chuyển động từ khi bắt đầu đến khi mà vật chạm đất, thì cái đó là thời gian tôi gọi là thời gian chuyển động của vật. Theo công thức nó là bằng là t bằng căn của 2h chia cho g, trong đó h là độ cao của vật, g là gia tốc trọng trường, mình đã biết rồi. Phần thứ hai đó là phần tầm xa, tức tầm xa tức là cái thời điểm mà vật rơi xuống chạm đất thì nó cắt với cái góc tọa độ của ta là bao nhiêu, thì cái đoạn đó ta gọi là L bằng X max và nó bằng là V0 nhân T bằng là V0 nhân căn của 2H chia G. Được chưa? Và cuối cùng ta sẽ có là vận tốc tại một thời điểm bất kỳ, thì ta sẽ có là V bằng căn của Vx bình cộng Vy bình. Thì xong phần bài tập thì thầy sẽ chứng minh công thức này cho em coi. Tiếp tục là ta sẽ qua cái phần bài tập áp dụng. Thầy sẽ cho một số bài tập mấy em sẽ làm bài tập này và thầy cùng thầy hướng dẫn để giải một số bài tập sau đây. Bài số 1 đó là bài 1 là phi công lái máy bay ở độ cao 10 km với tốc độ 540 km/h. Phi công này phải thả một bom từ xa cách mục tiêu theo phương ngang bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu, lấy g bằng 10 m/s bình, vẽ gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom. Này, chúng ta sẽ giải bài tập này. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 2. Bài số 2 là cho ta một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc là 20 m/s và rơi tự do chạm đất sau 3 giây, lấy g bằng 10 m/s, bỏ qua sức cản của không khí. Ta tính câu A là tính độ cao nơi ném quả bóng. Câu B là tính vận tốc quả bóng khi chạm đất. Câu C là tầm xa, tức tầm bay xa, tức là ta tính L đó, được chưa, của quả bóng. Thì ba cái câu này người ta hỏi là về các công thức mình đã có rồi, cho nên các em sẽ áp dụng những công thức phía trên ta giải bài tập này. Chúng ta cùng giải bài tập này. Tiếp tục chúng ta sẽ qua bài số 3. Bài 3 là một hòn bi lăn dọc theo cạnh của một
bàn hình chữ nhật nằm ngang cao cao là 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền tại cách mép bàn một đoạn là 1,5 m theo phương ngang. Lấy g bằng 10 m trên dây bình, ta tính thời gian rơi và vận tốc rơi của hòn bi khi chạm đất. Đây cũng là một bài tập rất là cơ bản và đơn giản. Nếu như các em thuộc được các công thức ở phía trên thì ta sẽ giải được bài tập này. Và chú ý một điều là chúng ta phải đổi đơn vị và phải suy luận công thức thật là chính xác ha. Và tiếp tục chúng ta sẽ giải bài tập này. Tiếp theo chúng ta sẽ giải bài số 4. Bài số 4 người ta cho như thế này: một vật được ném ngang từ độ cao 9 m, vận tốc ban đầu là V0, tầm xa của vật là 18 m, tức là L lớn bằng 18 m, lấy G bằng 10 m trên dây bình. Câu A, tính thời gian rơi và vận tốc ban đầu V0. Câu B, tìm vận tốc khi chạm đất. Đây cũng là một bài tập rất là cơ bản và mấy em chỉ cần thuộc các công thức thì mấy em có thể làm được bài này. Thì đầu tiên các em sẽ nhớ lại những công thức gì qua hai bài, ba bài rồi. Bây giờ ta sẽ thuộc được các công thức ở phía trên rồi. Thì bây giờ ta sẽ làm được bài số 4 này như thế nào thì các em sẽ làm. Tiếp tục, ta sẽ giải bài số 5. Đó là từ một cái đỉnh đồi cao 40 m, một người ném một quả cầu theo phương ngang với vận tốc là 10 m trên giây, lấy G bằng 10 m trên giây bình. Câu A là viết phương trình chuyển động của quả cầu. Câu B là viết phương trình quỹ đạo nhận xét. Câu C là quả cầu rơi cách mặt đất theo phương thẳng đứng bao xa. Tính vận tốc của vật khi chạm đất. Đây cũng là một bài tập về các bài toán tính toán. Như vậy là mình có là đầu tiên câu A và câu B là viết phương trình. Mấy em phải phân biệt cho kỹ hai cái phương trình là phương trình quỹ đạo và phương trình chuyển động nó khác nhau như thế nào. Thì phần lý thuyết thì mới nói rồi cho mấy em rồi. Rồi ta giải bài này. Tiếp tục, ta sẽ qua bài số 6. Ném một vật theo phương ngang với vận tốc 30 m trên giây ở độ cao 80 m, bỏ qua sức cản của không khí, lấy G bằng 10 m trên dây bình. Câu A, lập phương trình chuyển động của vật. Câu B, tìm tính tầm xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất. Câu C, vẽ quỹ đạo của vật. Đây là câu 6, nó cũng tương tự như những cái câu phía trên là nãy giờ ta đã giải rất nhiều rồi. Bây giờ ta sẽ giải bài tập này như thế nào. Các em tập trung giải bài này. Bài số 7. Tiếp tục ta qua bài số 7 là viên phi công lái máy bay trên cao với tốc độ 540 km/h. Viên phi công phải thả bom trúng mục tiêu là chiếc thuyền đang cách máy bay 10 km, chuyển động thẳng đều với tốc độ 60 km/h, ngược chiều với chiều máy bay trong thời gian bao lâu và bom trúng thuyền ở vị trí nào. Thì đây là chúng ta giải một bài tập này. Đây là một bài tập có hai vật chuyển động. Thứ nhất là cái quả bom của ta chuyển động, và cái thứ hai là gì? Là cái chiếc thuyền chuyển động. Thì ta coi chuyển động của hai vật này như thế nào. Cái quả bom chuyển động là theo cái phương là giống như là chuyển động ném ngang, còn cái chiếc thuyền của ta là chuyển động thẳng đều. Cho nên ta sẽ giải bài toán này khi mà hai vật này gặp nhau, tức là ta giải bài toán hai vật gặp nhau x1 bằng x2 là những bài trước ta đã giải rồi. Như vậy trong bài tập này chúng ta phải lập phương trình được của hai vật là vật x1 và vật x2, tức là của quả bom và của chiếc thuyền trong bài toán này.